Thứ ba, hôm nay là một ngày thứ ba. Chúng ta hãy cùng khởi động một ngày thứ ba bằng một bữa lẩu tại Hai Đi Lao nha. Hôm nay Đăng Anh có hẹn với con bạn thân đi ăn lẩu ở Vitexco. Bây giờ là 11 giờ 25 rồi, còn khá là sớm. Nó hẹn 11 rưỡi và chắc chắn với các bạn là vấn đề buông thở là nó sẽ luôn đến vào lúc 12 giờ. Và con bạn thân của mình sẵn tiện ra mắt với các bạn luôn. Là một stylist thì mình rất tự hào và đó là được mình sẽ có một màn phỏng vấn nho nhỏ với nó để cho các bạn biết được xem là cuộc sống của một stylist như thế nào. Hôm nay mình đã xin sếp vào trễ, tại vì ăn trưa thì thường sẽ rất là lầy. Mình xin vào lúc 4 giờ. Cai đi làm vào lúc 4 giờ chiều như tôi không? Sẽ ăn ở chỗ này là Hai Đi Lao đúng không? Hai Đi Lao ha. Đó, vừa mới lên là có nhân viên đứng chào rồi. Đây, Hai Đi Lao Hotpot. Hai Đi Lao Hotpot này mình đã nghe danh đã lâu rồi, danh bất hư truyền luôn. Mọi người kêu chỗ này ăn ngon lắm, lẩu thì có 4 ngăn nhưng mình cũng tò mò muốn đi xem thử và review cho các bạn. Đặc biệt là tại vì con bạn thân của mình nó đòi đi với nó cho nên là mình quyết định đi. Đi vô ăn thôi, mặc dù bạn mình chưa tới nhưng mà các bạn. Vậy thì một cái menu mình sẽ có 3 lựa chọn là nồi đơn, tương ương 2 ngăn hay là nồi 4 ngăn. Chắc chắn mình chọn là 4 ngăn rồi, thì mình muốn thử rất là nhiều loại lẩu ở đây. Lẩu thảo dược hay cái này người ta order rất là nhiều nè. Lẩu xương và có một cái nữa là nồi nước suối này, chắc là để trộn mì hay là gì đó không biết. Chúng ta có rất là nhiều món ăn, tiếp là được vịt, cuốn tim, đậm chất Trung Hoa luôn. Bây giờ đã là 12 giờ và nó vẫn chưa đến. Nước lửa đó mà đến mình sẽ nhúng đầu nó vào nồi lẩu này. Trời tức quá mà, bây giờ đang rất là đói luôn á. 2000 years later. Đi vô đây ngồi, nhanh lên. Ê con robot thịt nó đang đến gần mình kìa. Ôi xịn quá các bạn, xịn quá. Kiểu lần đầu được khai sáng. Mấy kiểu KOL hot trong giới thời trang á, nhắc lên một
tí nữa là hồi trước này á, hồi trước đây Tâm có làm biên tập viên, biên tập viên cho Elle là một tạp chí thời trang của Việt Nam. Ghê không, ghê không? Mình vừa ăn xong và đã được đi chăm sóc móng tay. Đâu, Tâm giơ bộ móng lên xem. Đấy, đây là bộ móng của Tâm mình vì đang anh vũ. Để quay làm clip cho các bạn xem nó. Các bạn thấy mình có tâm chưa? Đã bắt được con Tâm làm móng. Mình làm không bao giờ làm móng, nhưng mà nó đã bắt. Bây giờ tụi mình sẽ đi shopping ở Watson. Tại vì Watson chỉ có đúng một cái ở đây thôi, nên đi được tới Tesco thì đi luôn Watson cho tiện. Mà lúc trước á, là như lần mà tụi mình đi Watson với nhau là ở bên Malaysia. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ nó đã có ở Việt Nam. Hello mọi người, hôm nay đã là thứ tư, ngày 23 rồi. Và bây giờ thì mình sẽ đi về, hôm nay được về sớm mới có 4 giờ kém 20 thôi, đi về. Lấy xe đi về. Lâu lắm rồi mới được một buổi chiều thanh thơ như vậy. Hôm nay mình sẽ về đi dạy và có thể là sẽ đi chạy bộ, bởi vì hôm qua mình đã ăn quá là nhiều lẩu ha ti lao. Bây giờ thì mình đã biết cách đọc của cái lẩu hôm qua rồi, nó là hai ti lao nha các bạn, không phải là hai di lao hay là hai đi lao, mà là hai ti lao đấy. Nhân tiện thì bài mới ra của Đen Vô hay phát các bạn ạ. Hôm qua đến giờ Đen Anh đã replay lại rất là nhiều lần luôn rồi, chắc tầm khoảng trên dưới 50 lần để nghe á. Không biết là mình có nên cover không ta. Mình thích bài này quá luôn á. Thôi đi về thôi ha. Trời ghê quá. Vô tình va vào đời nhau. Không, thật ra là hôm bữa em chạy trên đường này em cũng thấy anh Luân. Anh Luân, à đúng rồi, Luân ở bên kia. Giờ em đi về. Đi hả? Em đang vlog. Chưa quá các bạn thấy chưa, cho nên là khi mà đi ngoài đường á thì phải luôn kiểu như là đẹp, để có mà gặp người quen á thì cũng đỡ bỡ ngỡ, cũng đỡ bị kiểu quên tô son hay là quên trang điểm gì đó. Nên nhớ nha, nên nhớ là phải luôn đẹp khi ra ngoài đường, biết đâu lại gặp người quen như tình biết đâu lại gặp người quen như cái trường hợp đang anh mới gặp anh ở công ty cũ. Và bây giờ mình đã về tới nhà rồi. Mình đang ở trên sân thượng ở cái nhà mình đang ở. Ở trên này buổi chiều rất là đẹp các bạn ơi. Kiểu như là từ lúc mình dọn vào đây ở thì mình ít khi lên sân thượng lắm, một lần mình lên là vào buổi tối. Nhưng mà sân thượng của mình có một cái view rất là đẹp. Nếu như mà các bạn nhìn xa xa sẽ thấy đằng kia là landmark. Và vào buổi tối ở đây cũng sẽ rất là đẹp, cho tuy nhiên là hơi tối. Nhưng mà đang anh thích cái tầm này hơn. Cái tầm này kiểu chiều tà á, rất là đẹp. Và không gian xung quanh thì không có nhiều người á, bởi vì ở dưới chỗ mình ở thì sẽ rất có nhiều người. Mình thích lên đây để chill, mình nghe nhạc nè, xong rồi ngồi hát theo. Nói chung mình rất là thích kiểu hôm nay tranh thủ được một ngày về sớm, nên là ngồi chill một mình ở đây và vlog các thứ. Đấy,